Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu về gia đình nhỏ nhà mình. Đây là bữa cơm tối nhà mình. Đây là con lớn Đinh Hà Vi. Đây là em chị hai Đinh Ngọc Quyên đang ăn. Em ý ngại đấy. Và đây là em út Đinh Hà Anh. Mọi người ủng hộ gia đình mình nhá. Còn một chị gái cả đang đun cơm. Và một em gái nữa trong bụng. Đây là nhà mình lưu lại những kỷ niệm này, sau này về lâu về dài thì vẫn còn. Bàn học của hai cháu đây ạ. Đây là chị lớn. Chị cả đã đun xong rồi đấy, chị cả bưng ra rồi. Cả nhà chuẩn bị ăn cơm nào.